Đồ Cốt Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là 29 tháng 6 năm 2016 và chúng tôi đang quay chiếc tủ chè đặc sắc theo yêu cầu của công ty Sĩ Tân. Tôi nhớ mong máng là anh nói là ở Bình Định thì phải. Thì cái tủ chè này thì hôm trước tôi đã quay hai chiếc và lâu lắm rồi, từ Tết giờ tôi làm được hai chiếc, thì một chiếc đã về Thanh Miện Hải Dương. Thế còn thì bây giờ chiếc này thì cùng đợt với hôm đó nhưng mà tôi đã quay kỹ rồi. Bây giờ tôi lia lại một chút để anh Sĩ Tân Company với cái số điện thoại của anh đây 0905XXX228, tức là đầu 0905 và đuôi 228. Đó, như thế là khách đã biết rồi. Và bây giờ lia chậm chậm để cho anh hình dung, để anh thấy được cái sự sống động của những cái lèo bệ và cánh, những cái con chim chui ra chui vào bay lên bay xuống, và cái sự sống động nó còn hơn cả chim thật và cây thật. Tất cả đều đục chạm kênh bong bằng tay, và với cái trình độ nghệ nhân, những người thợ hạng thường không bao giờ làm được những tác phẩm như thế này. Đấy, bây giờ quý vị xem cái lèo. Và đầu ở đây là bệ là Tứ Linh, Long Linh Quy Phượng. Hiện nay là chúng tôi mới chuyển một chiếc vào cho nhà chị Hạnh ở trong Hồ Chí Minh, nhưng mà anh chị chỉ đặt có 1m73 thôi. Còn chiếc này kích thước là đo ở trên thùng là 1m85 và đo bên dưới là 1m9, để quý vị hình dung. Và cái này được làm bằng gỗ hụ, được đánh hoàn thiện theo lối giả cổ, tức là cho màu tự nhiên, màu sẫm tự nhiên của gỗ hụ, và hoàn toàn là đánh với giáp trần, không si sáp, không sơn, không ghép ni, không gì hết. Con rồng bút này nó vẫn là hoàn toàn trần mộc. Và ngoài cái bệ và lèo vô cùng tinh xảo thì đến cái phần kỹ thuật đục chạm, hai bên, một bên là Tam Cố Thảo Lư Lưu Huyền Đức, một bên kia là Thái Công Thất Thập Ngộ Văn Vương, đều là những cảnh cảm đặc sắc, nói về việc cầu người hiền tài. Bởi có câu là hiền tài là nguyên khí quốc gia, cái này nó thể hiện cái tính rất nhân văn. Và đồng thời là cũng người ta cũng thầm mong là gia chủ sinh ra được những người hiền tài như là những nhân vật ở trong cái điển tích này. Thì là những cái câu chuyện rất là hay, và trong những lúc trà dư tử hậu thì các bác thường là bình luận và ngắm nghía, có thể nói là năm này qua năm khác cũng chưa bao giờ hết được các cái thứ để mà bình luận ở trong cái tủ chè này. Thì một cái chi tiết nhỏ là đôi cá nó bé, cả hai con cá chưa bằng một đầu ngón tay của tôi, mà còn rõ cả từng cái râu của nó, thì đủ để biết là nó tinh xảo như nào. Và họ có thể đố nhau là cái cây cầu này là bao nhiêu nhịp, ai đếm được sẽ được thưởng mấy chén, ví dụ như vậy. Không thể đếm được, không biết nó là bao nhiêu chi tiết nữa. Còn những cái bệ đây, phần chi tiết đục chạm đây, đủ Long Ly Quy Phượng. Những cái này tôi đã giới thiệu nhiều lần rồi, hôm nay tôi chỉ lia thôi để quý vị xem. Lia máy qua để quý vị nhìn thấy là nó tinh xảo như thế nào. Và cũng báo cáo lại quý vị là đây là chiếc tủ chè đặc sắc với mọi tiêu chuẩn tốt nhất dành cho nó. Tất cả cái phần gỗ đều rất dày dặn và cánh là được xẻ cong, cho nên mặt trái của cánh vẫn còn cái vết xẻ. Và cái bệ này cũng là xẻ cong và là liền, và tất cả đều được chạm khảm thủ công bằng tay. Như vậy chúng tôi đã giới thiệu và xin nhắc lại, đây là tôi đang quay theo yêu cầu của Sĩ Tân Company vào ngày 29 tháng 6 năm 2016, và cái số điện thoại của anh là 0905XXX228. Tiếp theo clip này chúng tôi sẽ quay một chiếc tủ chầu bầu theo yêu cầu của anh Đắc ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Cái này là anh đã đặt tôi, và lúc này là tôi chỉ có quay lại để anh duyệt thôi và chuẩn bị đóng gói đi. Và cũng báo cáo quý khách là cho đến giờ phút này là chiếc tủ chè này vẫn đang là tự do và đang đợi ý kiến của anh Sĩ Tân. Nếu anh đồng ý thì tôi sẽ lại đóng gói chuyển đi vào Nam. Tuy nhiên cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và clip này đang quay tại tầng 1 khu B của thành phố Đức Hiền.